Thế giới của chúng ta ấm áp, dễ chịu, quen thuộc. Nhưng khi ngẩng lên nhìn bầu trời, chúng ta băn khoăn, có phải chúng ta đang ở một vị trí đặc biệt trong vũ trụ này, hay chúng ta đơn thuần chỉ là một dấu chấm nhỏ trên bầu trời xanh? Vũ trụ này thân thiện hay đầy hiểm họa? Chúng ta có thể ở đây mãi mãi, tiếp tục ngạc nhiên. Hay chúng ta có thể rời khỏi nhà, làm một chuyến thám hiểm thật xa? Đi khám phá những điều phi thường, đương đầu với những nỗi kinh hoàng, những thế giới mới xinh đẹp, những thế lực đen tối độc ác, điểm khởi đầu của thời gian, khoảnh khắc khởi tạo. Chúng ta có đủ can đảm để xem hết, hay chúng ta sẽ bỏ chạy về nhà? Chỉ có một cách duy nhất để biết được. Hành trình xuyên không gian và thời gian của chúng ta bắt đầu bằng một bước duy nhất, tới ranh giới của vũ trụ, chỉ 60 dặm ở phía trên. Dưới kia, cuộc sống vẫn tiếp diễn, giao thông thì khủng khiếp, mua bán cổ phần vẫn diễn ra. Khi chúng ta trở về nhà, nếu như chúng ta trở về được, liệu nó có vẫn như cũ? Chúng ta vẫn như cũ. Chúng ta phải bỏ tất cả lại phía sau để bước ra ngoài khoảng không tối đen mênh mông, lên mặt trăng. Mười hai người đã thực sự bước đi trên mặt trăng. Một nơi cằn cỗi, hoang vắng. Giống như một chiến trường hưu quạnh, nhưng lại quen thuộc một cách kỳ lạ, rất gần gũi, như thể chúng ta chưa rời khỏi nhà. Những vết chân đầu tiên của Neil Armstrong trông như mới ngày hôm qua, không có không khí để làm chúng thay đổi. Chúng có thể tồn tại như vậy hàng triệu năm, có khi còn lâu hơn cả chúng ta. Thời gian của chúng ta có giới hạn, chúng ta cần phải nhảy một bước khổng lồ. 1 triệu dặm, 5 triệu, 20 triệu. Chúng ta đang vượt xa nơi mà con người đã từng mạo hiểm. Từ trong bóng tối, một khuôn mặt thân thiện, nữ thần ái tình, sao Kim, sao Mai, sao Hôm. Nó chào đón ngày mới ở phía đông và chúc ngủ ngon ở phía tây.
là chị em với hành tinh của chúng ta. Nó có kích thước và trọng lực gần bằng trái đất. Đáng ra chúng ta phải an toàn ở đây. Nhưng tàu thăm dò tốc hành sao Kim đã báo động, nói với chúng ta rằng những đám mây chói lọi này được tạo ra bởi axit sulfuric chết người, khí quyển ngột ngạt bởi khí carbonic. Không thể nghĩ rằng sao Kim lại là một nữ thần nóng nảy. Không khí thì độc hại, áp suất thì không thể chịu được, và rất nóng, tới gần 900 độ. Loanh quanh ở đó, chúng ta sẽ dần chết ngạt, mất nước và bị nướng chín. Không gì có thể sống sót ở đây. Ngay cả tàu thăm dò tự động của Liên Xô, lớp khí quyển cùng cực đã biến vỏ bọc thép của nó thành đống rác. Từ trái đất, trông nó thật đáng yêu. Đến gần, vị nữ thần này thật ghê gớm. Đó là chị em từ địa ngục, lỗ chỗ bởi hàng nghìn núi lửa. Khí carbonic đang giữ chặt sức nóng của mặt trời. Sao Kim đang bùng cháy. Đấy là khi sự nóng lên toàn cầu trở nên dữ dội. Trước khi xảy ra, sao Kim có thể từng rất đẹp, hiền hòa, giống như hành tinh chị em của nó, trái đất. Vậy đây có thể là tương lai của trái đất. Còn những ngôi sao lấp lánh đâu? Những sao băng đẹp đẽ bay xuyên qua bầu trời. Có lẽ chúng ta không nên ở ngoài này. Có lẽ chúng ta nên quay về. Nhưng có cái gì đó về mặt trời, cái gì đó có sức thôi miên, giống như con sứa. Trông quá khủng khiếp, nhưng khó mà cưỡng lại được. Có cái gì đó bị che khuất bởi mặt trời. Đó chắc phải là sao Thủy. Ở quá gần mặt trời, đây là những gì đã xảy ra. Nhiệt độ ở đây dao động khủng khiếp, ban đêm là âm 275 độ. Đến giữa ngày là 800 độ dương. Bị cháy rồi lại đông cứng. Tàu thăm dò Messenger cho chúng ta biết một điều gì đó lạ lùng. So về kích thước, sao Thủy có lực hấp dẫn rất lớn. Nó là một quả cầu bằng sắt khổng lồ, phủ một lớp vỏ mỏng bằng đá. Đó là lõi của một hành tinh lớn hơn rất nhiều. Vậy phần còn lại của nó đâu? Có lẽ một hành tinh bay lạc đã đâm vào sao Thủy, thổi bay đi lớp vỏ bên ngoài của nó trong một trò chơi chết người. Lớp vỏ lỏng lẻo bắn tung tóe ra xung quanh vũ trụ, phá hủy bất cứ thứ gì trên đường đi của chúng. Và chúng ta nằm ngay giữa đám đó, dễ bị tổn thương, phơi mình ra nhỏ bé. Mọi thứ đều bảo chúng ta hãy quay lại. Nhưng ai có thể cưỡng lại điều này? Mặt trời, với tất cả sự tráng lệ đầy quyến rũ của nó, ánh sáng của chúng ta, sự sống của chúng ta, mọi thứ chúng ta làm đều do mặt trời điều khiển. Đó là thần Hy Lạp Helios đánh xe ngựa của mình bay ngang bầu trời. Thần Ai Cập Ra tái sinh mỗi ngày. Mặt trời hạ chí mọc lên ở Stonehenge. Hàng triệu năm, nó gần đến nỗi như lộ ra trước mặt Chúa Trời. Mặt trời ở rất xa. Nếu nó cháy hết, chúng ta cũng không hề biết trong vòng 8 phút.
Nó lớn đến mức ta có thể cho 1 triệu trái đất vào trong. Nhưng ai cần những con số? Chúng ta có một vật thật sự. Ta thấy nó hàng ngày, một khuôn mặt quen thuộc trên bầu trời. Bây giờ, lại gần hơn, ta không thể nhận ra nó. Một biển hỗn loạn của các loại khí sáng chói. Nhiệt kế đẩy lên 10.000 độ. Không thể hình dung trong lõi nóng bao nhiêu, có thể lên đến hàng chục triệu độ. Đủ nóng để chuyển hóa hàng triệu tấn vật chất thành năng lượng trong mỗi giây, nhiều hơn tất cả năng lượng loài người đã từng làm ra, làm cho sức mạnh của toàn bộ vũ khí hạt nhân trên trái đất trở thành tí hon. Ở nhà, chúng ta dùng năng lượng này để thắp sáng và sưởi ấm. Nhưng gần trên đó, mặt trời không có gì dễ chịu. Sức mạnh điện và từ của nó nổ tung thành những vòng khí kim loại nóng chảy khổng lồ. Một số vòng còn lớn hơn hàng chục lần trái đất, mạnh hơn 10 triệu núi lửa. Khi cháy bùng lên, chúng để lại những lớp nguội hơn bên dưới, tạo thành những vết đen mặt trời. Là một mảng nguội hơn phần xung quanh, vết đen mặt trời trông có màu đen, nhưng chúng nóng hơn bất cứ thứ gì trên trái đất và lớn tới 20 lần kích thước trái đất. Nhưng rồi một ngày, tất cả sẽ dừng lại. Chất đốt của mặt trời sẽ hết. Và khi nó chết, trái đất sẽ đi theo. Vị Chúa Trời này tạo ra sự sống, phá hủy nó, và bắt ta phải giữ khoảng cách. Sao chổi này bay lạc vào quá gần, sức nóng của mặt trời đốt cháy nó, tạo ra một cái đuôi dài hàng triệu dặm. Nó đông lạnh ở trong này. Không cần phải hỏi sao chổi này từ đâu đến, một mảnh băng thừa từ không gian sâu thẳm. Nhưng tất cả những tia nước và hơi, bụi, lại do mặt trời làm nóng chảy trái tim đông lạnh của sao chổi. Thật kỳ lạ, một quả cầu tuyết to, bao bọc trong lớp hắc ín đầy bụi. Những hạt nhỏ của một thứ giống như vật chất hữu cơ được lưu giữ trong băng, có thể là ngay từ khởi đầu của hệ mặt trời. Nếu một sao chổi như vậy đâm vào trái đất trẻ trung hàng tỷ năm về trước, có khi nó đã phân phát vật chất hữu cơ và nước, những thành phần thô của sự sống. Thậm chí, có thể nó đã gieo cho sự sống trên trái đất, rồi tiến hóa thành bạn và tôi. Nhưng nếu bây giờ nó đâm vào trái đất, hãy nghĩ đến loài khủng long bị quét sạch bởi một sao chổi hoặc thiên thạch bắn phá. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Rốt cuộc, một ngày, chúng ta sẽ đi theo con đường của khủng long.
Nếu sự sống bị quét ra khỏi trái đất, chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở ngoài này, không nhà cửa, trôi dạt trong một vũ trụ đầy hiểm họa. Chúng ta sẽ cần phải tìm một ngôi nhà khác. Trong hàng triệu, hàng tỷ hành tinh, sẽ phải có một cái không quá nóng, quá lạnh, có không khí, ánh sáng mặt trời, nước, nơi như Goldilocks, chúng ta có thể sống dễ chịu. Hành tinh đỏ, sao Hỏa, không thể nhầm được. Nhiều thế kỷ, chúng ta đã ngắm nhìn sao Hỏa để tìm bầu bạn. Liệu có sự sống ngoài trái đất ở đây không? Chúng ta đã sẵn sàng viết lại lịch sử, xé hết sách vở khoa học để đảo ngược thế giới của chúng ta. Điều gì diễn ra tiếp theo có thể thay đổi mọi thứ. Sao Hỏa là hành tinh giống với sự tưởng tượng của chúng ta nhất. Hãy nghĩ về truyện tranh viễn tưởng. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Người sao Hỏa. Tất cả chỉ là tưởng tượng. Nhưng nó thực sự phải có cái gì ở đây. Dù vậy, thật khó mà hình dung. Đến gần, đây lại là một hành tinh chết. Những hoạt động làm cho trái đất có thể sống được đã tắt ngấm hàng triệu năm trước ở đây. Đỏ và chết chóc. Sao Hỏa là một khối đá khổng lồ. Khoan đã, có vật gì đó như đang sống. Một bóng ma bụi to lớn, lớn hơn cả cơn lốc xoáy lớn nhất ở trái đất. Có gió ở đây, và ở đâu có gió thì ở đó có không khí. Không khí đó có duy trì sự sống ngoài trái đất không? Không khí quá loãng, chúng ta không thể thở. Và không có tầng ozone. Không có gì bảo vệ chúng ta khỏi tia cực tím của mặt trời. Có nước, nhưng nhiệt độ băng giá làm nước luôn đóng băng. Thật khó để tin rằng có cái gì có thể sống ở đây. Trở lại trái đất, có những sinh vật có thể tồn tại trong những khe đá cực lạnh, cực nóng, ngay cả dưới biển sâu nhất. Cho dù đấy là sự sống của một con virus, nó thích ứng rồi lan rộng. Có thể đây là cách chúng ta hiện đang làm, mang virus của sự sống đi khắp vũ trụ. Ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất, sự sống thường vẫn tìm ra một con đường. Nhưng trên một hành tinh chết ư, khi không có cách nào làm giàu cho đất, không có nhiệt để làm tan nước đóng băng. Trong đám bụi này, thật khó để thấy chúng ta sẽ đi về đâu. Đỉnh Olympus được đặt tên theo ngôi nhà của các vị thần Hy Lạp, một núi lửa cổ xưa rộng mênh mông, cao gấp 3 lần núi Everest, không hề có dấu hiệu hoạt động. Từ khi được phát hiện vào những năm 1970, nó được tuyên bố là đã tắt. Nhưng khoan đã, trông giống như những dòng nham thạch. Nhưng mọi dấu hiệu của nham thạch đã mất từ lâu, bởi chúng bị tẩy sạch bởi những hố thiên thạch. Trừ khi con quái vật này chưa chết, mà chỉ là đang ngủ. Có thể có dung nham đang chảy ngay bên dưới lớp vỏ, dồn lên, đợi để phun trào. Hoạt động núi lửa sẽ làm tan nước đóng băng trong đất, bơm không khí vào bầu khí quyển, tái sinh khoáng chất và chất dinh dưỡng, tạo ra mọi điều kiện cần thiết cho sự sống.
Và khe núi này làm cho hẻm núi Grand chỉ như một khe nứt bên lề đường. Sự tàn phá vô tận, mênh mông đến nỗi nó có thể trải rộng khắp miền Bắc châu Mỹ. Nhưng ở đây, dấu hiệu hoạt động, sự xói mòn và những gì tương tự làm khô cạn các dòng sông. Có thể hoạt động núi lửa làm tan băng trong đất, đẩy nước tuôn qua hẻm núi này. Bên dưới đất, các núi lửa có thể vẫn đang làm tan băng, tạo ra nước. Và ở đâu có nước, ở đó có sự sống. Cuộc săn lùng sự sống được trao cho anh chàng xung kích khiêm nhường này, xe tự hành của NASA. Nó tìm thấy chứng cớ rằng những cánh đồng rộng lớn cằn cỗi này xưa kia từng là hồ nước hoặc biển và có thể đã từng có sự sống. Hãy nhìn những cái rãnh do nước xói mòn. Tàu thăm dò bay quanh sao Hỏa luôn phát hiện thêm những rãnh mới. Thêm nhiều bằng chứng cho thấy sao Hỏa vẫn còn sống và hoạt động, rằng nước hiện vẫn đang chảy bên dưới bề mặt của nó. Nước đó có thể đang duy trì sự sống trên sao Hỏa. Bây giờ, tất cả những gì chúng ta phải làm là tìm ra chúng. Có khi chúng ta đã tìm thấy những gì chúng ta đang tìm trên trái đất. Một số người nghĩ rằng sự sống bắt đầu ở đây, sau đó di cư sang trái đất. Một hiệu ứng thiên thạch có thể đã thổi những mảnh của sao Hỏa, bổ sung với những vi sinh nhỏ bé ra ngoài không gian và lên trái đất non trẻ, nơi chúng gieo mầm sự sống. Không ngạc nhiên khi chúng ta thấy sao Hỏa hấp dẫn, đó có thể là ngôi nhà tổ tiên của chúng ta. Có thể chúng ta tất cả đều là người sao Hỏa. Sao Hỏa mà chúng ta nghĩ là chúng ta biết đã mất từ lâu, thay thế bằng hành tinh mới mẻ, hoạt động và đang biến đổi này. Và nếu chúng ta không biết về sao Hỏa, hàng xóm ngay cạnh chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể hình dung nổi những điều ngạc nhiên còn nằm phía trước? La bàn của chúng ta chỉ xuyên qua vũ trụ, lùi lại 14 tỷ năm trước, về khoảnh khắc khởi tạo. Nó trở nên kinh hoàng, giống như đang ở trong một trò chơi khổng lồ. Nhưng tất cả đều quá thật. Những tiểu hành tinh, một số có đường kính hàng trăm dặm. Tiểu hành tinh này phải dài khoảng 20 dặm. Và kia, đậu trên nó, là một tàu thăm dò vũ trụ. Không thể dễ dàng đậu trên một tiểu hành tinh đang bay với tốc độ 50.000 dặm một giờ. Phải mất nhiều nỗ lực để nghiên cứu các khối đá này. Chúng thường va vào nhau, vỡ ra, rồi thành các thiên thạch rơi như mưa xuống trái đất. Tổ tiên chúng ta coi sao băng là những điểm kỳ diệu, và họ đã đúng. Những khối đá như vậy kết hợp với nhau tạo nên các hành tinh, kể cả hành tinh của chúng ta. Xác định tuổi thiên thạch tìm thấy trên trái đất, chúng ta có thể nói các hành tinh được sinh ra 4,6 tỷ năm trước. Đó là giấy khai sinh cho hệ mặt trời của chúng ta. Vì lý do nào đó, những khối đá này đã không tạo thành hành tinh. Phải có cái gì đó đã ngăn chặn chúng. Phải có cái gì đó rất mạnh mẽ.
Jupiter. Sao Mộc. What a monster. Đúng là một quái vật, ít nhất cũng to hơn trái đất 1.000 lần, to đến nỗi có thể cho tất cả các hành tinh khác vào trong nó. Một vật to như thế sẽ chi phối các láng giềng của nó. Sức hút của nó kéo các tiểu hành tinh tách ra xa. Thật nghẹt thở. Nhưng vẻ đẹp của nó lại tiềm ẩn sức mạnh của dã thú. Nó hầu như toàn là khí. Hạ cánh xuống đây, chúng ta sẽ chìm ngay qua các lớp bề ngoài của nó và đi vào lãng quên. Còn hình ảnh đẹp của sao Mộc thì sao? Sản phẩm của sự hung bạo dữ tợn. Nó quay với tốc độ không thể tin được, quất gió lên đến hàng trăm dặm một giờ, vặn mây thành những lốc cuốn, xoáy tít, có sọc. Và đó, những đốm đỏ vĩ đại, huyền thoại. Cơn bão lớn nhất, hung bạo nhất trong hệ mặt trời, ít nhất cũng to gấp 3 lần trái đất. Nó đã và đang nổi khùng suốt hơn 300 năm nay. Những đám mây quấy đảo này chắc phải làm bùng nổ một cơn bão điện. Chỉ một tia sét cũng mãnh liệt gấp 10.000 lần bất cứ tia sét nào trên trái đất. Xem ra an toàn nhất là quan sát sao Mộc từ xa, ở trên hai cực. Những tia sáng nhảy múa đó trông giống như các cực quang dưới trái đất. Nhưng máy đo bức xạ thì trở nên điên loạn. Ngay cả những thứ này cũng nguy hiểm, bức xạ chết người. Ngoài đó, mọi thứ không như ta nghĩ. Vũ trụ đầy rẫy những kinh hoàng, cạm bẫy. Có khi đây là một thiên đường an toàn, mặt trăng sặc sỡ. Sai. Rất sai. Những màu sắc rực rỡ đó là đá nóng chảy, dung nham phun trào từ núi lửa. Cuộc hành trình xuyên vũ trụ của chúng ta đã biến thành cuộc vật lộn để sống sót. Chúng ta phải hy vọng rằng nếu chúng ta tồn tại vượt qua các hiểm nguy, chúng ta sẽ được tận hưởng những điều kỳ diệu. Bốn trăm triệu dặm cách trái đất, máy bay hàng không dân dụng đến đây sẽ mất gần một thế kỷ. Một nơi trông thật kỳ quặc, vậy mà lại quen thuộc lạ thường. Một chút giống như Bắc Cực, những băng đá mỏm nhọn và các vết nứt. Đây là Europa, mặt trăng của sao Mộc. Có thể giống Bắc Cực, băng này trôi nổi trên mặt nước, nước dạng lỏng. Nhưng chúng ta đang ở cách xa mặt trời nửa tỷ dặm. Chắc chắn Europa bị lạnh đông cứng. Trừ khi lực hấp dẫn của sao Mộc tạo ra sự trà sát ở sâu bên trong, làm nóng chảy băng thành nước, cho phép sự sống phát triển bên dưới lớp vỏ đóng băng của nó. Có khi chúng ta chỉ cách thế giới khác một bước chân. Cả một hệ sinh thái gồm vi sinh vật, các loài giáp xác, có khi cả mực ống. Chỉ mỗi một thứ ngăn giữa chúng ta và cơ may về sự sống ngoài trái đất là lớp băng này.
Cho tới khi nào chúng ta phóng một tàu vũ trụ lên khoan ở đây, bí mật của Europa vẫn nằm ngoài tầm với. Nó quyến rũ trí tưởng tượng, ám ảnh những giấc mơ của chúng ta. Và nó đây, quay trước mắt chúng ta. Sao Thổ, được đặt tên theo vị thần La Mã, trị vì một thời vàng son, thuận hòa và thái bình. Hành tinh này là một quả cầu khí khổng lồ, nhẹ đến mức có thể trôi nổi trên mặt nước. Những vành đai kỳ vĩ của nó rộng lớn, có thể trải dài từ trái đất tới gần mặt trăng. Đó là vệ tinh Cassini. Nó khuếch đại các chùm sóng vô tuyến kỳ quái, có lẽ phát ra từ các cực quang ở quanh hai cực của sao Thổ. Đó thực sự là bản nhạc của vũ trụ. Cassini nói cho chúng ta biết những vành đai này từ đâu ra. Chúng là dấu vết còn lại của một mặt trăng bị phá vỡ bởi sức hút của sao Thổ. Vẻ đẹp không gì sánh nổi sau khi hủy diệt tất cả. Hàng tỷ mảnh băng vỡ, một số chỉ bằng những viên đá nhỏ, những cái khác to bằng cả tòa nhà. Chúng va vào nhau, vỡ ra, dính lại. Đó như là bức ảnh chụp nhanh hệ mặt trời của chúng ta thời sơ khai, khi mà bụi và khí xoáy quanh mặt trời mới sinh, và lực hấp dẫn làm phép thần thông ghép chúng lại, cho đến khi những thứ phế liệu như vậy trong không gian hình thành nên ngôi nhà của chúng ta. Chúng ta có thể ở đây mãi mãi. Nhưng còn rất nhiều nơi để đi, nhiều thứ để xem. Như mặt trăng này, cuộn trong mây dày đặc, Titan. Ở đây có khí quyển, gió, mưa và cả mùa mỗi năm, sông, hồ và biển. Quen thuộc đến thế, giống trái đất đến thế. Nhưng đó không phải là nước, mà là khí tự nhiên dạng lỏng, nhiều hơn hàng trăm lần tổng trữ lượng dầu và khí của trái đất. Có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ dùng năng lượng này cung cấp cho một cụm dân cư, giả định rằng không có sự sống ở đây. Tàu thăm dò Huygens đến đây để tìm kiếm. Nó thông báo có vật chất hữu cơ ở trong đất, nhưng quá lạnh, âm 300 độ C. Sự sống không thể phát triển ở đây, trừ khi Titan ấm lên. Mặt trời được cho là sẽ nóng lên nữa. Nếu như vậy, có khi sự sống sẽ khởi sắc ở đây, cũng như nó đã từng làm với trái đất. Và khi trái đất trở nên quá nóng, có lẽ chúng ta sẽ rời đến Titan. Rồi một ngày, có khi chúng ta sẽ gọi đó là ngôi nhà viễn xứ.
Tổ ấm. Lúc này chúng ta đang ở xa ít nhất 700 triệu dặm. Chúng ta đang đứng ở mỏm ngoài, nhìn ra một lỗ hổng rộng lớn, trải dài đến điểm khởi đầu của thời gian. Chúng ta có đủ dũng cảm để nhảy qua. Chúng ta đang ở ngoài tầm với của hệ mặt trời, không nhìn thấy trái đất. Trái đất như chưa từng được biết đến trong lịch sử, giống như khi ta lặn xuống đại dương sâu thẳm. Những vành đai đó làm sao thiên vương như bị lệch nghiêng khỏi trục, lung lay bởi một hành tinh thất lạc. Ở ngoài này thật đáng sợ, bắt đầu cảm thấy nhỏ bé, cô đơn. Có lẽ đây là cảm giác khi chúng ta ở tận cùng của vũ trụ. Nhưng chúng ta hầu như chưa rời khỏi bờ. Nếu hệ mặt trời có chiều rộng 1,6 km, thì chúng ta mới đi chưa được 8 cm. Trong sâu thẳm, một vật khổng lồ khác, vị thần của biển cả, sao Hải Vương. Thế giới này khí mê tan và cơn bão lớn bằng cả trái đất, hất tung những luồng gió hung tợn với tốc độ hàng nghìn dặm một giờ. Ở trái đất, mặt trời gây ra gió, nhưng Hải Vương ở xa tít, phải có cái gì khác gây ra những cơn gió dữ tợn này. Nhưng là cái gì? Chúng ta biết rất ít về hệ mặt trời của chính mình. Phía sau tất cả các quả cầu khí là một mặt trăng đặc, Triton, cứng nhưng không ổn định. Cứ nhìn các mảnh nước phun đó, những tầng khói vũ trụ phun ra đám muội kỳ lạ. Và mặt trăng này xoay quanh sao Hải Vương, ngược với chiều quay của hành tinh, một cuộc chiến vũ trụ quyết liệt, mà mặt trăng giận dữ này chắc chắn sẽ thua. Lực hút khủng khiếp của Hải Vương đang kéo Triton, làm nó chậm lại, cuốn nó vào. Một ngày nào đó, nó sẽ bị Hải Vương xé tung. Như vậy đấy, không còn mặt trăng, không còn hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta. Càng lạnh lẽo hơn khi chúng ta rời xa mặt trời, vượt khỏi phạm vi sức hút của nó. Nhưng thế không phải là chân không, vẫn còn đầy rẫy đá đóng băng như sao Diêm Vương. Cho đến gần đây, chúng ta vẫn nghĩ sao Diêm Vương đơn độc, ngoài nó không có gì. Chúng ta đã sai. Nhiều thế giới đông lạnh, những phát hiện còn mới, đến nỗi người ta còn chưa biết gọi chúng là gì. Plutinos, chú lùn băng đá hay khối Wano. Hệ mặt trời của chúng ta hỗn độn và kỳ lạ hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Lúc này, chúng ta đang ở cách xa nhà 8 tỷ dặm. Vật thể xa nhất quay quanh mặt trời mà con người nhìn thấy, một thế giới băng giá nhỏ bé khác, Sedna, được phát hiện năm 2003. Phải mất 10.000 năm để nó hoàn thành một vòng quay quỹ đạo. Khoan đã, vẫn còn cái gì đó ở ngoài này.
Tàu thăm dò Voyager 1 cách xa nhà 10 tỷ dặm. Mớ hợp kim nhôm và anten tua tủa này cho chúng ta thấy cận cảnh những hành tinh khổng lồ và phát hiện thêm nhiều mặt trăng kỳ lạ của chúng. Nó bay nhanh hơn viên đạn 20 lần, gửi các thông điệp về nhà. Tấm bảng bằng vàng đó là một dạng thông điệp xuyên thiên hà để trong một cái chai, một lời chào ghi bằng nhiều thứ ngôn ngữ. Và một bản đồ chỉ cách tìm ra hệ mặt trời của chúng ta. Nhà vật lý vĩ đại Stephen Hawking cho rằng đó là sai lầm khi trải ra tấm thảm chào đón. Nghĩ xem, nếu bị lạc trong rừng rậm, gọi to lên có phải là khôn ngoan không? Những sao chổi này trông giống như cái ta xem lúc trước. Có một lý thuyết cho rằng vật chất thô của sự sống bắt đầu ở ngoài này, trên một hòn đá như thế, cho đến khi một cái gì đó đánh bật nó ra. Gửi nó một cách đau đớn về phía trái đất, rồi gieo hạt trên mặt băng giá này. Cũng có khi là sao chổi đã đưa nước đến trái đất, nước trong đại dương, trong cơ thể bạn. Tất cả đều từ cỗ máy làm đá vũ trụ xa xôi này. Chúng ta đang ở cách nhà 5.000 tỷ dặm, nhưng đó mới chỉ là một bước đi của em bé. Phía trước, hàng nghìn tỷ dặm là hàng tỷ ngôi sao. Không nhìn trở lại nữa, bây giờ là lúc bắt đầu nhìn về phía trước. Đặt chân vào vũ trụ rộng bao la này. Interstellar space. Không gian giữa các vì sao. Hàng tỷ ngôi sao như mặt trời của chúng ta. Nhiều sao có hành tinh, nhiều hành tinh có mặt trăng. Thật khó biết là đi hướng nào. Các khả năng là vô tận. Chúng ta cần một gia tốc bùng nổ thực sự. Cách trái đất 25.000 tỷ dặm, mất 150.000 năm bay bằng tàu vũ trụ. Chúng ta mới chỉ với tới hệ mặt trời đầu tiên bên ngoài. Alpha Centauri. Không chỉ một mà là ba ngôi sao quay xung quanh nhau, giữ thế cân bằng trên bầu trời. Lực hấp dẫn của chúng hút chúng vào nhau, tốc độ vòng quanh quỹ đạo giữ chúng tách ra. Lọt vào giữa chúng, ta sẽ bị bốc hơi hàng nghìn tỷ dặm xa nhà. Xa đến nỗi khoảng cách dặm trở nên vô nghĩa. Ở ngoài này, chúng ta đo bằng năm ánh sáng. Ánh sáng đi được 6.000 tỷ dặm một năm. Vậy chúng ta đang cách nhà hơn 4 năm ánh sáng. Khoảng cách khủng khiếp đến không thể tin được. Ai biết được những thế lực xa lạ nào còn ở phía trước.